Ở bài học trước đó, mình đã giới thiệu cho các bạn về cách vẽ layout trong AutoCAD. Thì ở cuối bài mình có đề cập tới cái phần là annotate để giải quyết về vấn đề là các chữ số kích thước các tỷ lệ của một head ở trong layout đó, nó phải bằng nhau. Tại vì trong một tờ giấy bản vẽ đó thì khi ta in ra đó, mặc dù là có nhiều hình với nhiều tỷ lệ khác nhau ở trong cùng một cái trang giấy, thì cho dù tỷ lệ lớn hay nhỏ thì các chữ số, chữ kích thước và nét head đó nó phải bằng nhau. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái phần annotate, nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Tuy nhiên nó cũng có những cái ưu điểm và cũng có những khuyết điểm, chứ không hoàn hảo lắm. Trước khi dùng annotate á thì ta phải thiết lập tỷ lệ cho nó ha. Rồi bạn chú ý ở góc dưới tay phải nè, mấy cái nút annotate nè. Rồi ở đây mình sẽ bật cái này lên tỷ lệ 1%, 1%. Tiếp theo là mình bật cái Annotation Scale Check Current này, bật lên hoặc là không bật cũng được, để luôn cũng được ha. Rồi đầu tiên là mình vẽ một cái rectangle RSC có kích thước là 700,500 để minh họa cho cái Annotation Scale này. Rồi, mình đổi màu cho nó ha, đổi nó màu tím. Rồi bây giờ mình dùng lệnh Head, bấm chữ H Enter. Cái Annotation đầu tiên áp dụng là lệnh Head. Ở đây mình chọn mẫu là ANSI 31, sau đó mình chọn chức năng là Annotate NLC. Rồi mình tỷ lệ head thì mình chọn là 0.1 ha, Enter. Rồi bấm vào đây đó, và Close Head để thôi. Rồi mình đổi màu cho nó luôn, sang đổi màu cho nó đi, đổi màu cho nó là màu xám ha. Ok, rồi bước tiếp theo là mình vẽ đường kích thước cho nó. Đường kích thước thì trước khi vẽ ghi kích thước thì mình thiết lập kích thước cho nó, bấm chữ D để vô dim style ha. Thì đó, mặc định ở trong dimension style này nó có chữ annotation này thì mình chọn nó luôn ha. Tuy nhiên khi mình chọn nó mà mình chưa thiết lập những cái tỷ lệ phần trăm ha, thì mình vô cách hiệu chỉnh nó, modify để thiết lập theo phần trăm. Thì nếu như bạn nào đã xem các video trước của mình á, thì có một bài video clip mình hướng dẫn là cách thiết lập tỷ lệ phần trăm cho bản vẽ hệ mét ha. Thì nếu mà bạn nào chưa xem thì nên xem lại. Còn ở đây mình sẽ đi nhanh qua, đi nhanh qua. Rồi ở đây mình chọn là làm tròn số 0. Tiếp theo là top fit, mình chọn always keep that between the tension line, draw dim line between the tension line. Còn đây này ha, annotation do mình chọn cái style annotation thì đây annotation mặc định được chọn nè ha. Rồi tiếp theo là test chiều cao chữ là mình cho là 0.22, align with dimension line. Chỗ này là above, chỗ này khoảng cách giữa chữ số kích thước và đường kích thước thì mình cho là 0.05. Rồi symbol thì mình cho là architectural tick, kích thước mũi tên là 0.1. Rồi tiếp theo là top line hình cho màu vàng, đây này cho màu vàng hết. Rồi extend beyond dim lines thì cho 0.15. Khoảng cách giữa đường kích thước và đầu đường giống là cho 0.2. Extend beyond stick cũng cho là 0.15 luôn. Khoảng cách baseline spacing là 0.6. Và bảo ok. Rồi set current ha, close. Rồi bấm DLI. Rồi ha. Điểm nhất, điểm thứ hai, bấm kéo ra 700 này ha. Enter lập lệnh, điểm thứ nhất, điểm thứ hai, bấm kéo ra 500 này ha. Rồi tiếp theo là mình vẽ cái đường line, đường line để làm đường trục cho nó, 8, làm trục. Rồi copy ra ha, copy hai cái đường trục này ra. Tiếp tục cho đường trục nằm ngang. Rồi copy ra luôn.
mình đổi đường nét cho nó đường nét center ha, bấm vô lại type order plot center. Ok ha, rồi chọn hết bốn cái đường này, đổi màu cho nó màu xám luôn, và đường nét là đường nét center. Rồi center cho thế thì bấm lệnh line tile scale LTS cho là 0.01 đó, hãy đường center ha. Rồi tiếp tục là mình vẽ đường tròn circle, bán kính là 40. Rồi sau đó mình dùng lệnh style ST style ha. Đây chữ standard đang phong TT nè, chọn là Arion. Arion ha. Rồi chọn anti-TG cũng vậy nè ha, chọn là Arion luôn. Đó. Rồi tiếp cái này là phần test style này cũng có annotation này không? Thì chỗ annotation nó được chọn này ha. Khi mình chọn cái style annotation mặc định của nó đó, annotation được chọn này ha. Rồi bấm apply, bấm close. Annotation này set current đó, cho nó hiện hành đó, để mình vẽ cái chữ test. Rồi tiếp theo bấm lệnh thuộc tính là attdef attribute definition ha. Attdef enter. Rồi mặc định giá trị tag mặc định là 1 ha, giá trị default là 1 luôn. Justification canh lời là canh middle center. Rồi test style là annotation thấy không? Rồi bấm vô chọn annotation này ha. Chiều cao chữ là 0.35 ha, 0.35. Ok. Rồi, bấm vô enroll đây ha. Rồi tiếp theo nó là annotation của thuộc tính, bây giờ tiếp theo là annotation của lock ha, bấm chữ B thì bò lock nè, đặt tên là trục, tên nó là trục bisbon điểm chèn là tâm của cái đường tròn. Tiếp theo chọn select check, chọn đối tượng nè, chọn hết ha, enter. Rồi nhớ cũng chọn annotation luôn ha, annotation nè ha. Ok rồi đặt tên giá trị là 1 luôn. Ok ha. Rồi copy ra, copy từ center này qua endpoint này, qua endpoint này, endpoint này ha. Rồi list đôi cho sửa 2. Ok, list đôi cho sửa A. Ok, list đôi cho sửa B. Ok ha. Rồi cái còn gì annotation nữa không? Vậy là còn cái cuối cùng là mtest ha. Mtest cũng là annotation, bấm MT ha. Rồi corner thì bao một cái hình vuông như đây ha. Rồi đặt tên là symbol này quét khói nó cho nó nằm ngay giữa ha, canh lề anh nằm ngay giữa justify cũng như là middle center ha. Rồi cũng chọn là annotation ha, đó annotation đang chọn này ha, annotation này ha, quét khói lại annotation đúng không? Rồi close. Rồi có ngay giữa chưa? Bấm nè. Bấm shift chuột phải. Shift chuột phải ha. Mid between hai bond nè, giữa hai điểm, giữa điểm nào? Giữa endpoint này và endpoint này đó, ngay giữa. Rồi, còn tiếp là DT nữa. Cái này là em test, còn DT cũng annotation luôn ha. DT justify canh lề middle center MC đâu? MC đây. Rồi bấm ngay giữa đây ha. Chiều cao chữ là 0.35, ok, góc xe chữ là 0, enter luôn. Rồi ghi chú là test annotation, enter hai lần. Rồi, vậy là xong ha. Xong các phần annotation có nè, annotation mtest nè, annotation test nè, annotation dimension nè, annotation head nè, annotation block nè. Rồi annotation attdef nè, hầu như là các annotation mình có đây đầy đủ hết ha. Rồi, bây giờ bắt đầu mình gán tỷ lệ cho nó. Gán tỷ lệ bằng cách nào? Bằng cách chọn vô cái annotation ha. Sau đó bấm phím phải chuột ha, bấm phím phải chuột. Đó, mình có một cái phần là annotation object scale này không? Rồi, kéo xuống đây chọn là add delete scale ha. Rồi bấm đây. Có nút add này không? Mặc định nó có tỷ lệ phần trăm này này không?
do nãy mình chọn đây nè, dưới đây là 1% nè, thì đây nó sẽ có 1%. Rồi mình áp ship cái tỷ lệ khác vô. Đây mình áp tỷ lệ 150 nè, áp tiếp tỷ lệ 120 nè. Áp tiếp tỷ lệ 110 nè. Ok ha. Thì bạn muốn áp bao nhiêu tỷ lệ cũng được ha. Thì đây mình mặc định chọn 4 cái thôi. Rồi ok. Rồi tương tự với các analy khác ha. Ví dụ head nè. Bấm phải vô nó. Chọn analy offset scale nè. Add delete scale nè ha. Chọn nè, add 1/50, ok, add tiếp 1/20, ok, add tiếp 1/10, ok ha. Ok luôn. Rồi là hết. Còn là em test cũng vậy ha, em test bên phải chuột ha. Annotation scale nè, add delete scale nè, add 1/50, ok, add nè 1/20, ok, add tiếp nè 1/10, ok à, ok luôn. Mình không thể chọn các vật thể khác nhau cùng lúc đó, nó không hiểu. Thí dụ mình chọn nè, vừa cái lock nè, vừa kích thước nè, dù mình chọn nè, nó không hiểu. Mình chỉ chọn đúng thôi, chọn nè, thí dụ chọn luôn nè à, bên phải nè, nó không ra cái danh sách analyze scale cho mình. Mình chọn từng cái ha, chọn tiếp nè, này là kích thước ha. Rồi thay vì bấm phím phải chuột thì bạn có thể bấm bằng cách là vô bảng properties nha. Ở đây nè có chữ là annotation scale là 1% này, thấy không, bấm vô nó hiện cái nút vuông, bấm vô nút vuông này à, nó cũng hiện cái annotation object scale giống cái hồi nãy bấm phím phải chuột á à, giống như trang thôi. Bấm add tiếp 1/50 nè, add nè 1/20 nè, add nè 1/10 nè. Ok ok ha. Tiếp tục bốn cái trục này à. Rồi vô đây ha, bảng này ha à, chọn đầm kích thước nó không hiện, chọn bỏ kích thước ra ha. Rồi vô nè, annotation scale đâu mất tiêu rồi, chọn nhầm cái nào, 1 ha, 2 nè ha, 3 nè ha, 4 nè ha, không có, để bắt từ cái hả, bắt từng cái. Ở đây annotation scale nè, nhìn không rõ, làm lại ha, chọn 4 cái, lúc đi chọn từng cái chắc lâu lắm. Rồi annotation scale này ha, bấm vô đây, bấm vô add nè ha, 1/50, ok, add nè 1/20, ok, add nè 1/10, đó cũng 4 tỷ lệ luôn ha. Ok rồi, vậy là xong cái phần gán tỷ lệ cho nó. Rồi bây giờ mình qua layout ha, qua layout 1 nè, bấm vô layout à. Rồi khi bấm vô layout á, thì mặc định nó có một cái viewport ở đây, nhưng mà mình không biết viewport này tỷ lệ bao nhiêu à, bây giờ mình chọn thử coi nha. Chọn thử thì nó hiện lên cái nút mũi tên này, thấy không, bấm vô mũi tên này à, mình chọn là 1%, 1% xem coi nó nhỏ không à, đây là xíu này ha, đây là 1% nè à. Rồi mình kéo vô đây, đó đây là tỷ lệ 1% à. Rồi tiếp theo copy ra, copy ra ha. Rồi mình bấm vô cái viewport tiếp à, nó hiện cái mũi tên á, bấm vô mũi tên này, chọn là tỷ lệ 1/50 à, nó lớn ra tí xíu nữa, kéo qua này tí xíu nữa. Rồi mua vô ha, copy tiếp. Rồi chọn này ha, bấm vô đây, một tỷ lệ 1/20 à, mình không cần cái bảng property ha, mình chỉ chọn bấm vô trực tiếp luôn, tiếp tục copy tiếp ha. Rồi chọn vô cái viewport, bấm vô mũi tên, chọn là tỷ lệ 1/10 à, mua đó. Thì bạn quan sát này không à, tất cả các chữ số ha, chữ số test, end test và kích thước và lock nó đều bằng nhau hết, thấy không, nó không lớn nhỏ. Thành ra trong một tờ bản vẽ, ví dụ một khổ giấy nè là A3 chẳng hạn, vậy có 4 tỷ lệ khác nhau thì các chữ số kích thước gì đó, các tỷ lệ màu hết nó sẽ bằng nhau hết, thì điều này là đúng với bản vẽ kỹ thuật ha. Rồi à, bây giờ để mình so sánh chính xác, mình mua cái này vô cho bạn thấy à, copy vô nè, copy vô nè, để bạn so sánh cho dễ ha, coi nó bằng nhau, bấm vô nè, thấy không, chỗ 1% nè, chiều cao chữ nè, test analyze bằng nhau nè,
đường dò kích thước bằng nhau nè, cái chữ sample này cũng bằng nhau này không, cái mẫu này bằng nhau, với tỷ lệ 1/20 cũng gì cũng bằng nhau hết ha, thấy không, 1/20 nè, đó kiểu số cũng bằng nhau luôn, nó nè nó bằng nhau luôn, cái mẫu head nè, mẫu head và chữ số kích thước cũng bằng nhau luôn, thấy không, kích thước nè, đó mẫu head là cũng bằng nhau luôn, chữ số sample cũng bằng nhau luôn này không, đó mô tiếp qua cái dòng tỷ lệ 1/10 cũng y chang bằng nhau hết ha, đó đó chính là cái lợi điểm của annotation ha, lợi điểm của annotation là cùng một cái hình vẽ đó mình gán cho nó chức năng annotation thì nó sẽ có nhiều tỷ lệ khác nhau theo mình mong muốn. Tuy nhiên khuyết điểm nó thì bạn nhìn vô cái bốn cái hình này bạn cũng thấy đó, khuyết điểm của nó chính là cái khoảng cách à, khoảng cách nè, thấy không, thì tỷ lệ lớn đương nhiên cái khoảng cách này cũng phải tăng lên gấp đôi, mà khoảng cách tăng gấp đôi thì lớn nữa tăng gấp đôi nữa à, thì điều này nó sẽ chiếm chỗ bản vẽ rất là nhiều và rất là xấu ha, rất là xấu, vừa chiếm chỗ bản vẽ nhiều rất xấu mà mình điều chỉnh cái khoảng cách này không được ha, khoảng cách này không được. Thành ra hy vọng trong một cái bản về song AutoCAD mới hơn nó sẽ cho phép mình chỉnh cái khoảng cách này. Đó là cái điểm yếu của annotation. Mặc dù nó tiện về cái mặt nhiều tỷ lệ nhưng mà nó lại khuyết điểm là nó chỉnh cái khoảng cách không được. Do đó cũng ít người sử dụng cái annotation này. Tại vì mình làm ở công ty thiết kế mà mình nhận nhiều bản vẽ của công ty khác nhau nữa chứ không phải riêng công ty mình thiết kế không, thì mình thấy là hầu như là người ta ít sử dụng cái annotation nữa. Có một vài người có sử dụng mà mình thấy nó không hiệu quả, tại vì nó nhảy bản vẽ, nó nhảy kích thước tùm lum hết. Đó, giờ mình quay trở lại mô đồ nè, quay trở lại mô đồ ha. Rồi, thì không phải trong layout mình mới gán được cái tỷ lệ đó, mà ngay cả ở đây, ngay cả ở trong mô đồ mình cũng gán được tỷ lệ đó. Rồi, đây thì đây đang 1% này không? Mình chọn qua tỷ lệ là 1/50, thì tự động cái hình vẽ nè, nó thu nhỏ các chữ số về gấp đôi hết để cho nó ra tỷ lệ 50. Rồi tiếp theo nè, tỷ lệ 1/20 nè, nó thu nhỏ gấp 5 lần nha, 1/20. Rồi tiếp theo tỷ lệ 1/10 nè, cũng thu nhỏ lại ha. Thì thu nhỏ lại, bạn thấy không, nếu mà ở tỷ lệ này cái chữ số là nhỏ xíu à, mình in ra ở bên model nó cũng không thấy. Và cái khoảng cách nó dài quá nó bất hợp lý nè, không đó, khoảng cách này cũng xa nó bất hợp lý. Thật ra là cho dù bên model hay bên layout thì cái annotation nó không giải quyết được cái chuyện khoảng cách đó. Giờ trả lại 100 nè đó. Muốn thấy những cái nhiều tỷ lệ này bạn có thể Anno Monitor cho là 1 Regain mình thấy luôn, thường là mình chọn thấy A đây là thấy nè đó, khi chọn vô mới thấy ha, chọn vô nè, chọn vô thấy các tỷ lệ khác nhau của nó là 1, 2, 3, 4 vòng tròn là 4 tỷ lệ tương đương với cái thước nè, chọn vô nè, thấy không, nó có 4 tỷ lệ khác nhau tương đương với lại cái head nè, head thì không thấy rõ nhưng mà chữ thì rõ nè, chữ nè, head nè, thấy không, 4 tỷ lệ khác nhau đó, bằng cách là bật annotation lên. Rồi anno, khi mà thấy dấu chấm than màu vàng á thì bạn thấy bấm là anno monitor ha, monitor cho nó -1 đó, là mất cái dấu màu vàng đi ha. Rồi và vậy là tới đây bạn đã biết cách sử dụng annotation ha, và bạn cũng như là các bạn đã thấy là ưu khuyết điểm của nó rồi, thì tùy theo mục đích mà các bạn có thể áp dụng được, giống như áp dụng riêng lẻ đó, ví dụ từng cái trục này, từng trục hay từng cái chữ này thì được, chứ còn mà áp dụng vô cái gì mà nó có liên quan tới khoảng cách đó, thì nó không sử dụng được. Thì nói chung là tùy theo nhu cầu của bạn, bạn có thể là tùy biến nó theo cách của bạn ha. Rồi chúc các bạn thành công, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha.